Hello mọi người, Trai Ngoại Thành giới thiệu các bạn là cây mít của nhà Trai Ngoại Thành nha. Cây mít nè, nghe mùi thơm rồi, bây giờ mình đang chuẩn bị hái mít nha. Đây, cây mít. Đó, cho mọi người coi cây mít nè đó. Đó, nó mùi thơm rồi đó. Đó, cây mít. Đó, cho mọi người coi cây mít nha. Đó. Đây, trái này là đã chín rồi nè mọi người, mềm mềm nè, bóp cho mọi người coi nè không. Thấy chưa đó, đó. Trái này chưa có chín cứng đó. Giờ mình đi là hái mít nha. Cây mít hiện tại là chín hai trái, mình sẽ hái trái dưới đây nha mọi người đó, hai trái dưới này nha mọi người. Đây, Trai Ngoại Thành đang ngồi bên cây mít và này trái mít chín rồi nè mọi người, mềm rồi đó. Bây giờ mình nhờ cameraman quay giùm mình nha. Mình sẽ hái mít nha mọi người. Mọi người coi Trai Ngoại Thành hái mít và bổ mít cho mọi người coi nha. Không, đây giới thiệu mọi người là con dao cắt mít nha. Bắt đầu Trai Ngoại Thành cắt mít. Đây cái mít này nè mọi người. Đây, gãy mít ra, mít nó bị kẹt chút xíu nha mọi người. Cái chừng gãy cái kia nhẹ nhẹ thôi. Ây da, đó, thấy chưa, con hóc, cắt nha, con dao cắt nha mọi người. Xong một trái, cắt luôn trái kia luôn. Cái mít này cho mọi người thấy không? Đây. Cái mít này mọi người đứa được khoảng bao nhiêu ký? Đố mọi người. 15 ký. Khoảng 15 ký á. Đó. 15 ký, một trái này 15 ký. Còn đó, trái kia nữa. Đây. Ở Úc qua đây, Úc đây, cái này Úc. Đây mọi người coi thấy không? Thấy không? Trái này cũng chín đây nè. Giờ mình hái luôn trái này nha mọi người. Đó. Chín hai trái luôn. Nói chung là muốn hái được trái mít là phải tập tạ mới hái được, nó nặng lắm chứ không phải dễ. Đây, phải đưa lên về nè, mọi người cắt, quay đây nốt, quay đây nè, quay nè, đó, đó thấy chưa, đó, giờ đưa lên trên này, nó cắt được, đó, dùng lực, đó, thấy chưa, ô, nặng thế, ghê luôn á. Trái nữa, hai trái nào mọi người, thấy hai trái mít được không? Đó, hai trái mít đó, Trai Ngoại Thành ngồi với hai trái mít này. Ai mua mít không, ai mua mít thích cho cái này, thích cho cái này, cái này, cái này còn cứng, cái này mềm rồi nè. Trái nào biết, bà nói trái nào đã lớn rồi. Cái. Hai trái mít đó. Rồi, thấy hai trái mít chưa? Hai trái mít chín. Rồi bây giờ Trai Ngoại Thành bắt đầu cắt mít nha mọi người. Bây giờ Trai Ngoại Thành bắt đầu cắt mít nha. Đây. Trái này để biếu. Còn trái này mình cắt nha mọi người. Đây, cái này. Đó, cắt ra coi nè. Mày cho tao góc dưới đi. Giống như lát về cho bà ngoại bơ cái miếng cái vậy là cái này là vừa chín tới là ăn sẽ giòn. Ừ thì để đó đi, bả bị trái đó cái ừ mình ăn cho tao giờ là cắt làm đôi như này nha, xong rồi cắt làm tư rồi mình... làm đôi trước đi cho tao góc dưới đó được rồi hiểu không? Ừ tao cho bả luôn khỏi làm đôi gì, cắt mày xích xuống tí nữa. Ừ vậy được rồi, rồi cắt nha. Cho bả miếng đó đi, rồi bắt đầu cắt nha mọi người. Đây. Ừ. Mọi người biết không, cắt mít là con phải tập tạ dữ lắm mới cắt chứ đâu có dễ. Đó. Bây giờ nó bị chảy mũ rồi, cho mình đây, cho vào đây coi. Đó, mọi người thấy cái mít ngon không? Thấy không? Quá hấp dẫn. Mũ mũ, lấy ấy chợ cho chùi mũ. Chùi trước nha. Chùi vô ảnh vô. Đó. Hấp dẫn quá, đậy lại. Đúng không này?
Đây. Đó, cameraman quay cái này vô coi hấp dẫn không? Quá hấp dẫn. Đó, để cho nó đẹp thôi. Cho đứng đứng ra. Đó. Mũ quá. Đẹp không? Đó, cái miếng này đó mình người coi không? Đó. Cắt mít cũng phải là nghệ thuật nha mọi người. Ăn cũng phải là nghệ thuật. Nghệ nhân cách cắt mít là nghệ sĩ. Đó. Nghiệp dư. Bỏ ra làm hai. Nữa. Cắt mít cũng phải cần có sức mạnh chứ. Cái mít bự không mọi người thấy mít bự không? Dẫn không? Dẫn chưa? Quá dẫn luôn mọi người. Đó. Đây này mít này đã mới vừa chín tới mình hái cây chín cây luôn, nó còn mủ nhiều lắm mọi người. Còn mủ nhiều. Mọi người thấy nó mủ nó không? Đó. Cái này để nguyên đi. Cắt cái này ra. Đầu thưởng thức thôi nha mọi người. Chưa lấy cái tô. Đó. Cắt ra nha. Cồi ra nè. Caramel quay đàng hoàng nha. Ừ. Đây nó cái cồi. Mít là một nghệ sĩ nha mọi người. Là một nghệ nhân. Nghệ nhân cắt mít là một nghệ thuật. Mà làm nghệ thuật là nghệ sĩ. Đó. Đó, giờ mình cắt mít rồi đó, bẻ cho mọi người coi nè. Đó, hấp dẫn chưa? Hấp dẫn không? Hấp dẫn chưa? Quá hấp dẫn luôn. Bây giờ ăn thử muối coi. Ồ, ngon quá. Giòn, ngon. Hấp dẫn không? Bỏ cái mít xuống ăn ngay cây mít luôn mọi người. Quá ngon. Thôi, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.